Hello, hello, xin chào mọi người. Hôm nay cả nhà được đi chơi đi qua Canada. Thì sẽ quay cái hành trình 3.600 cây số cho mọi người xem. Thì bây giờ nhà đã lên xe này, đã lên xe rồi chuẩn bị đi thôi. Cái xe này thì mình đi mướn, mướn là một ngày có mấy chục đô thôi, mà nó tới 15 chỗ. Tha tha hồ đi. Thì đi tới đâu mình sẽ có cảnh đẹp thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Rồi giờ mình bắt đầu đi nha. Giờ đang trên đường đi đây các bạn ơi, còn cách xa tới mình tới hơn 700 Còn đây là cái trạm nghỉ để đi vệ sinh đây các bạn. Thì cứ khoảng mấy trăm mai thì nó sẽ có một cái nhà vệ sinh để mình đi. Chứ không có đứng gốc cây như ở mấy nơi khác. Cái thông đẹp quá. Đây là nhà đang chuẩn bị ăn trưa, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn gà rán. Gà rán gồm có khoai tây chiên, rồi bánh mì, bánh salad nữa. Đây là dài đẹp phô muối. Còn đây là phần của mình. Đi nào ăn đây ngon không? Đây, khoai tây chiên nóng hổi, vừa ăn vừa thổi, ăn cá tét lưỡi. Rolling on the river.
Đây là trạm dừng thứ ba. Đây nó không có phục vụ để đi vệ sinh thì chắc mấy ông nhà mình đang đứng ở trong kia. Còn đây là những khuôn mặt sau mười mấy tiếng lái xe, mặt năm nào anh ấy bơ phờ. Giới thiệu với lại mọi người, đây là anh trai của Kha Bảnh, phiên bản miền Tây. Là tài xế đang lái xe. Cũng có họ hàng với lại Phúc EXO. Công nghệ
ở đây là có hãng Amazon, hãng Boeing, hãng cà phê Starbucks. Nhiều cái này nào ở phía phía nào? Ủa, cái đồng. Đây là cái cảng này. Cái bên trên là mình đang chạy ở dưới nước á, thấy thấy cái màu là nước á, đó thiệt. Cái đó là bên trên đó là cái sông mình đang chờ ấy nè. Cái này ai cho con đi quảng cáo chắc được cái chú đó. Cầu đẹp không? Cầu đẹp rồi, nước mà đó, cái này nói đúng mà. Đó, nước trên đây nó nói mà. Nè, Biểu Ký ở đây nè. Đâu đây nè. Biểu Ký ở đâu đây nè, biết không? Ủa, từ giữa nó có nước rồi. Rồi, vậy nó xây qua cái hầm nó xây qua luôn. Cầu này nó xây sát luôn hả? Đây là xía đâu nè. Cầu đèo xe đó chứ. Cái đó có gì ngờ, bất ngờ gì vậy? Cái tài tử nó vậy đó. Nó không có giờ lâu đâu. Cái bên trên là mình đang chạy ở dưới nước á, thấy cái màu là nước á, đó thiệt. Cái đó là bên trên đó là cái sông mình đang chờ ấy nè. Cái này ai cho con đi quảng cáo chắc được cái chú đó. Cầu đẹp không? Cầu đẹp rồi, nước mà đó, cái này nói đúng mà. Nó vậy mà chung mà. Đó, nước trên đây nó nói mà. Nè, Biểu Ký ở đây nè. Đâu đây nè. Biểu Ký ở đâu đây nè, biết không? Ủa, từ giữa nó có nước rồi. Rồi, vậy nó xây qua cái hầm nó xây qua luôn. Cầu này nó xây sát luôn hả? Đây là xía đâu nè. Cầu đèo xe đó chứ. Được, cái đó có gì ngờ, bất ngờ gì vậy? Cái tài tử nó vậy đó. Không có giờ lâu tới Seattle. Đây là cái căn nhà sẽ ở 2 ngày kế tiếp đây mọi người. Họ cho mướn 400 đồng một ngày. Đây nhà 5 phòng. Đấy, thay vì mình đi mướn khách sạn thì mình mướn nhà cho nó rộng. Đây là thành phố Seattle, miền Tây Bắc nước Mỹ. Bên cảnh sát nó đứng bài mình quay phim nó bắt chúng ta. Không ngờ là cứu lại chúng phi đơn vị chứ nó giờ đã xin này.
Còn đây là vô gia cư, những người vô gia cư rồi. Có hai thằng ăn xin kìa. Đi làm bên nhà phải giống nhất.